Xin chào tất cả anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của Shop Tool ngày 14 tháng 4 năm 2018. Cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã dành phút để theo dõi chương trình. Trong video này thì điều đầu tiên em xin thông báo là định kỳ hàng tuần Shop em sẽ nghỉ vào ngày thứ hai, là nghỉ làm việc ngày thứ hai, mục đích là để dọn dẹp hàng hóa và chuẩn bị cho một tuần mới. Điều thứ hai là Shop em sẽ thông báo một tin vui hơn, đó là sẽ có một kênh, đó là kênh đấu giá của Shop Tool. Thì chuyên có hai nội dung chính trong cái kênh đó. Một là mình sẽ có những sản phẩm đồng mà sau em sẽ đấu giá từ cái mức giá mà hấp dẫn nhất là mức giá mua vào, và từ từ sẽ đấu lên thì từ mức giá một. Thì cái đó là để tạo sân chơi cho các anh vui vẻ với nhau, chương trình đấu giá rất là hay. Nội dung thứ hai của chương trình đó là sẽ có một số sản phẩm mình sell off giá cực kỳ sốc, nhưng mà chỉ trong chương trình đó thôi. Còn cái kênh Shop Tool mà anh chị đang xem thì sẽ bán những mặt hàng phổ thông. Rồi, tiếp theo trong video này sẽ là giới thiệu với anh chị và các bạn hai cái cưa sắt Super Mini để bàn. Thì cưa này là nó là dạng cưa sắt mâm rất là cứng, kết cấu mái cũng còn rất là cứng. Cưa này nó sử dụng đĩa cưa 190mm dòng tua nhanh. Và cái dòng tua nhanh thì Shop em có bán đĩa luôn. Xin nhắc lại, đây là cái cưa cắt sắt để bàn Super Mini, kết cấu rất là cứng cáp, chuyên dùng để cắt sắt, mà nó dùng là tua nhanh nha, cho nên là những cái đĩa nó rất là dễ kiếm. Và đây là cái thông số của nó, này không biết của hãng nào luôn, chữ tàu, chữ chữ Nhật không. Tốc độ quay tối đa của nó là 5.500 vòng một phút, sử dụng điện 100V 12A. Nó sử dụng đĩa tối đa là 205, thì mình có thể dùng cái đĩa 190 để mà cắt sắt tua nhanh ngon lành. Tay qua tới dòng 2 tấc là nó qua cái tua chậm rồi. Thì cái cưa này thì chưa có đĩa, thì Shop em sẽ bán với giá là 1.800.000 đồng, chưa bao gồm phí vận chuyển. Để cưa sẽ tính riêng. Anh chị nào mà đã có cho mình một cái cưa cầm tay cắt sắt rồi thì có thể lấy cái đĩa thấp qua đây xài cũng rất là ngon lành. Xin nhắc lại là hai cây cưa này chỉ có hai cây thôi, Shop em đang bán với giá 1.800.000, chưa bao gồm phí vận chuyển, tiền đĩa cưa tính riêng. Và đĩa cưa Shop em sẽ bán là đĩa 190mm cắt sắt tua nhanh. Chúng ta sẽ cùng nhau thử máy nha. Đầu tiên là thử con bên này trước. Thì hai con này, hai cái bẻ ngoài nó cũng hơi khác nhau xíu, anh chị nào thích bên nào thì sẽ nói Shop em mình đó. Rồi, đặc điểm con này là phía trước nó có cái tem. Rồi, đó là con số 1 đi. Còn qua bên đây, trước nó không có tem. Rồi là con số 2 đó. Anh chị nào mà đặt tay, có nhân tay mà có mong muốn mình mua hàng thì nên chọn sớm cho mình một cây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm qua cái cưa thứ hai là bên đây, lại không có tem. Đây là cả đứa là con thứ hai. Hai con này cũng vẫn là đồng giá thôi, 1.800.000 chứ không cần phải vận chuyển. Chúng ta sẽ cùng nhau xem ngoại hình của nó hai bên luôn. Đây là cái con có tem. Rồi, tiếp theo là con không tem. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã dành ít phút để theo dõi chương trình. Anh chị có nhu cầu xin vui lòng gọi điện thoại hoặc là app Zalo số 0129397858, hoặc đến địa chỉ 129/1/6 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8 Phú Nhuận. Cuối chương trình cũng xin nhắc lại hai cái thông báo chính đó. Một là Shop em sẽ bị định kỳ hàng tuần vào thứ hai là sẽ có một cái kênh mới, đó là cái kênh đấu giá Shop Tool. Thì anh chị có cái link ở dưới cái comment á, sẽ click vào cái link đó và mình sẽ đăng ký. Thì cái kênh này hoàn toàn mới cho nên chưa có người đăng ký. Anh chị thật sự thích cái cuộc chơi này thì đăng ký đi, sau em sẽ có những chương trình rất là hay. Thì trong cái kênh đó có hai nội dung chính, xin nhắc lại. Một là sẽ có những sản phẩm rất là độc mà mình sẽ đấu giá từ cái bước là giá thấp nhất mà em mua vào, mình sẽ đấu lên từng bước một. Đó là cái sân chơi cực kỳ hay.
và sẽ có cái lịch định kỳ cho cái chương trình đó luôn. Thì trước khi có sẽ thông báo trước. Và cái nội dung thứ hai của cái kênh đó sẽ là bán những sản phẩm giá sốc hay là giảm giá, nhưng chỉ trong chương trình đó thôi. Ngoài chương trình đó thì vẫn bán giá bình thường. Còn cái kênh mà anh chị đang xem thì vẫn là cái kênh chủ lực để mà sắp em sẽ review giới thiệu những sản phẩm thường xuyên có nhất. Thôi, cảm ơn tất cả anh chị và các bạn dành phút để chơi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.